À đây các bạn thấy đây là cháu Hoàng. Và ở đây là những đồng lúa vừa đang được xả reo. À kia là những ngôi nhà. Những ngôi nhà chòi này là của đồng bào, để họ thu hoạch thì họ sẽ không kịp thì họ sẽ để vào đây và họ sẽ mang về nhà dần. Và đây là người dân đang làm trên cánh đồng. Và đây là cháu Hoàng. Alo, chào cháu Hoàng. Chào cô, chào mọi người. Cả nó Gia Lai đi Gia Lai cũng cả đẹp á. Đẹp tuyệt. Rồi, bây giờ là chúng tôi cho các bạn nhìn những cánh đồng lúa và chúng tôi sẽ tiếp tục đi để đến chỗ suối Đá Dĩa, một cái cảnh đẹp của Gia Lai. Xin chào các bạn, chào cháu Hoa. Và hello, xin kính chào các mọi người. Ở Gia Lai vừa mới phát hiện một suối đá cổ độc đáo 1000 năm tuổi, thì mình lên mình review cho mọi người xem. Đó, đây gọi là suối Đá Đĩa. Nó ở Phú Yên có gần Đá Đĩa, là di tích thắng cảnh đẹp của độc đáo của tỉnh Phú Yên, thì ở Gia Lai này vừa phát hiện ra. Cái này mọi người ạ, suối Đá Đĩa. Suối Đá Đĩa là gọi là cái những tảng đá này, đá cổ mọi người, phát hiện tại làng Vân, thị trấn Iyali, huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai. Theo ý kiến của một số nhà địa chất và nhà mà sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh đã tham khảo, những khối đá này có độ tuổi trên 100 triệu năm nhé mọi người. Đấy mọi người thấy không? Những trẻ em của dân địa phương đang tới tắm mọi người. Chuẩn bị trên cây mọi người nhìn cây nó nhảy xuống này. Đấy. Mình thì nói thì vẫn có nói, mọi người nhìn ra trong khung hình nhé. Chuẩn bị có hai em bé nhảy từ cây nhảy xuống nhé. Khảo sát của chuẩn bị nhảy xuống này. Ồ, nhảy cao quá mọi người, nó nhảy lên cao 20 mét chậu nhảy xuống này. Đó nó mà. Chạy dòng người hình dung này, nó cái hướng đó này. Đấy, tụi nhỏ leo lái nó chậu nhảy xuống á. Còn mình nói tiếp nhé. Khảo sát của ngành chuyên môn và Ủy ban dân huyện Chư Bả cho biết đây là suối đá Iaro nằm trên địa phận thị trấn Iali và xã Ia Phí, huyện Chư Bả. Dòng suối này chảy qua nhiều làng thuộc thị trấn Iali và xã Ia Phí trước khi đổ ra hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Iali. Trên đoạn đến làng Văn này, mọi người, đây được địa phận làng Văn của thị trấn Iali, dài khoảng 1 km. Rồi là một bãi đá lộ thiên tập trung nhiều và cao nhất ở hai điểm, nằm cách nhau khoảng 30 mét. Hai bên dòng suối, đấy là nhảy xuống đấy. Hai bên dòng suối là các thanh đá hình lục lăng tương tự nhau, được xếp sát đặt nhau thành những khối đá rộng lớn, gắn chắc như một khối đông đặc, tương đồng với những khối đá tại gần Đá Đĩa, di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh Phú Yên. Đấy, mình cũng đã tóm tắt sơ lược cho mọi người xem biết rồi đấy. Đấy, anh lên nhảy đấy. Ui, còn một đứa nữa mọi người ạ. Chúng mình nó nhảy nè mọi người. Cây cao nó leo cây cao 20 mét á, giờ mình nhảy xuống rồi nè. Đang đấu tranh tinh thần sợ cười em nhảy thôi, mình tiếp tục mình quay cho mọi người xem. Nhảy hai đứa nhảy rồi, đây những khối đá lục lăng ở ven bờ này mọi người. Đá nè mọi người, đẹp chưa? Đá này nhảy xuống nữa đó. Rồi mình sẽ lên đoạn đấy mình quay tiếp cho mọi người xem. Và đó mọi người, lúc nãy mình ngồi ở phía kia kìa, giờ mình qua phía đây rồi. Cái chỗ thác mà mấy đứa nó mọi người, để nó mấy thằng nhỏ leo lên cây này nó nhảy xuống đó.
Rồi, mát quá, mát quá. Những khối đá lục lăng nè mọi người. Đấy mọi người, đẹp chưa? Suối đá đĩa nha mọi người. Muôn hình muôn vẻ. Đá lục lanh. Lanh quá. Đây là cô Văn, cô Văn đó mọi người, cô thủ U60 đấy, nổi tiếng khắp các mẹ pháo mọi người. Đó, đẹp chưa? Cô Văn ơi, lên trong kia đẹp không? Đi thẳng lên. Ông nhờ đá, đá cho kìa mấy. Cháu chụp là cháu gửi qua cho. Đợi đó, cháu chụp mẹ đi, cháu gửi qua cho. Cô Văn thuộc thủ đó mọi người. Và Đác Nguyễn Như Tầm Lăng, nổi tiếng của xứ những người chạy lao đó. Ở nơi ấy có cái nắng, có cái gió, có cái nước. Nước không biết làm gì mà vàng quá, chắc mới mưa. Mọi người phải chơi nữa mọi người. Đó ra bên kia mình quay tiếp. Và là mình đã qua bên bờ bên này rồi mọi người ạ. Đi tháo hết một hộp. Đây là cái tốp đi chung với mình bị lạc đường lúc nãy mọi người. Đừng đi vì anh nãy là tìm đường lạc, mình là dân An Khơ, còn mấy em này là ở Pleiku. Nhưng mà vì có chung một sở thích là tìm khám phá những cảnh đẹp mà mọi người, nên cùng bị lạc giống nhau. Và bây giờ cũng đã đạt được mục đích, đã tới được nơi giống nhau mọi người ạ. Em mình ghi hình mấy em lên được kỷ niệm. Ví dụ mấy em có dịp mà cứ xem YouTube Suối Đá Đĩa thì nó sẽ ra có cái video này thì sẽ có mặt tụi em à. Nè. Bị lạc giống mình nè mọi người. Đó. Quá đẹp. Phú Yên có gần đá đĩa thì ở trên Gia Lai này có suối đá đĩa. Gia Lai không, mình không biết đánh giá nhận xét như thế nào, nhưng mà mình gần đá đĩa mình cũng đã đi tới rồi. Cái này thì mình cũng đã tới rồi, nhưng mà mình không phải là chuyên gia đánh giá, nhưng mà mình thấy nó giống nhau và đẹp giống nhau, có thể gọi là ngang ngửa nhau về đẳng cấp đó mọi người. Nhưng mà tùy theo các nhà chuyên môn và các nhà nhận định đó, thì mình không biết, mình chỉ nói thế thôi chứ mình không có tranh cãi tranh luận gì vấn đề đấy ở đây nha mọi người. Đoạn đá lộ thiên này chỉ xuất hiện khoảng
hai cây số thôi mọi người, ở đoạn làng Văn này thôi. Thiên nhiên quá quá trong đất được bên kia chắc. Đẹp quá mọi người. Trời xanh mây trắng đẹp kinh. Đồ. Uống gì không, uống nước ngọt, uống bia à, uống nước ngọt à. Mới vô đây được 5 phút là với tôi vừa một người ta là gặp nhau cái hỏi chỗ này lên đây có đẹp hơn anh không biết. Mới tới 5 phút, anh khơi chạy lên mà. Anh khơi chạy lên luôn anh. Còn cái tóc kia thì ở Bà Lê Cụ. Đó mọi người, đẹp chưa? Quá hả? Quá đẹp. Có thể gọi là sánh ngang ở gần đại địa Phú Yên cái gì đó. Nói về đá thôi không, nói về nước nha. Đang nói về đẳng cấp đá, cho nó đặc biệt về đá chứ không phải đặc biệt về nước. Ai mà lên soi mói nước là người không phải đến vì đá rồi. Đây đẹp nổi tiếng vì đá không phải vì nước không. Đấy mọi người thấy đẹp chưa? Giờ gần đại địa Phú Yên cũng đi rồi chứ không phải là chưa đi, mới đi ở đây 2 tháng thôi. Giờ lên đây là gần đại địa thứ hai mà đây là trên Tây Nguyên mình. Đẹp chưa? Đấy mọi người. Hình lục lăng xếp cạnh nhau. Đấy, đây. Những hình lục lăng này mọi người thấy dưới đất á, chỗ cái bóng của mình đấy, hình lục lăng á, bát giác á, lục giác á. Wow. Wow, cái lỗ. Mình sẽ cố gắng ghi lại hết những cái gì mà mình được thấy ở trên này cho mọi người thấy. Mọi người ở nhà nhưng mà thông qua những video của mình thì có thể là được xem như là đã đi tới nơi rồi. Bởi vì có cái gì là mình quay hết cho mọi người chứ mình không có cắt đoạn bỏ cái gì hết. Đây, mình cho người xem khung cảnh ở làng Văn đây, đậu ruộng lúa đây và những dãy cà phê. Rồi lại tiếp tục. Wow. Suối đá đĩa Chư Bả Gia Lai. Những đá này có niên đại triệu năm rồi đó mọi người, như lúc đầu video mình đã nói. Chỉ cái đoạn này thôi mọi người, lên phía trên này nữa cũng hết rồi, nhưng mà mình lên cho mọi người xem rồi mình lại quật lại chứ không việc gì mà không lên. Lên cho mọi người hình dung như mọi người đã đi biết được cái đoạn trên nó còn hay là hết, mà hết thì nó sẽ như thế nào thì mình cũng lên cho mọi người xem đoạn trên của nó đây. Mấy đoạn trên đó mọi người. Câu cá hả? Câu cá không? Có hả? Đây. Còn nhóc đang câu cá đó mọi người.
Nè cháu nhìn đây, cô đang quay video nè cho cháu nè. Cháu nhảy tưng tưng đi, chạy đi, chạy theo dòng đá dĩa đi. Rồi ok. Xui ra đi á. Chở ra cô kia đi nữa. Chỉ có đoạn này với đoạn đầu kia thôi mọi người ạ. Để mình lại đoạn đầu cho mọi người xem đoạn đầu nữa. Hai đoạn cách nhau khoảng 30 mét đó mọi người. Có một bắp tới chơi nữa là mọi người. Đây đoạn đầu đã mọi người.
cho lúc này mấy đứa nhỏ tắm lắm mọi người. Rồi video đến đây, video về suối đá đĩa của Chư Bả tỉnh Gia Lai đến đây xin kết thúc nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào tất cả mọi người.